nằm tại trung tâm quận Nhất, chỉ cách đường đi bộ khoảng chừng 5 phút và cách khu mua sắm Sầm Quốc Nhất thành phố Hồ Chí Minh khoảng 7 phút đến 10 phút đi bộ, và gần chợ Bến Thành cũng như bảo tàng mỹ thuật. Khách sạn Odis nó nằm ở 65 đến 69 đường Nguyễn Thái Bình, góc phố Đức Chính. Thì từ đây mình có thể đi ra chỗ nhà xe Toàn Thắng Hoa Mai chỉ vài trăm thước, và đi ra phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng chỉ khoảng 5 phút đi bộ. Ngoài ra thì mình ở đây mình cũng có thể đi ra cái chỗ chợ Bến Thành. Thì ở cái khách sạn này thì mình sẽ có những cái tiện nghi cũng như là những cái vẻ đẹp đặc trưng của cái điểm đến. Mời cả nhà mình vào trong để chúng ta chiêm ngưỡng những cái đẹp của trang cách bài trí của cái người chủ ở đây ha. Thì có những cái ghế rất là cao cũng như những cái bức tranh rất là đẹp mà mang phong cách của cái người ở miền quê miền Bắc ha. Mời cả nhà. Chào dã man bà con. Với cái không gian thoáng đãng như vậy thì chúng ta có thể là check in trùng cùng lúc khoảng cái đoàn khoảng chừng 20 người trở lại. Vô đây thì nếu mà chưa có chỗ ngồi, chưa có vào được trong phòng thì khách chúng ta có thể đứng chung quanh đây để chúng ta chiêm ngưỡng những cái nét đẹp của các cái bức tranh nghệ thuật cũng như là những cái trang bài trí của ở trong khách sạn. Và ngoài ra thì khách sạn nào cũng vậy, cũng có những cái điểm cộng và cũng có những điểm trừ. Ở đây cái đường đổ xe thì nó hơi là khó cho dành cho một số cái xe cộ, xe lớn, xe 16 chỗ ở đi thì chúng ta phải thường là đổ trên bên đường Phố Đức Chính hơn là đường Nguyễn Thái Bình. Thì cái đường Nguyễn Thái Bình nó là dạng đường đường nhỏ nhưng mà dạng đường hai chiều, thì lượng xe cộ qua lại ở khu trung tâm thì quý vị cũng biết rồi, nó cũng hơi đông. Thử là khi mà vào trong đã xác định mình ở tại cái vị trí trung tâm thì chúng ta cân nhắc được cái chỗ đậu xe cũng như là cái chuyện mà kẹt xe ở khu vực này, dù là nó gần cái bến sông cũng như là sát mặt đường luôn, chúng ta sẽ có những cái nhìn khác để chúng ta cân nhắc. Có dịp về thành phố Hồ Chí Minh mời cả nhà mình check in khách sạn để mình thưởng thức cái tiện nghi khách sạn này ha. Xin cảm ơn cả nhà.